mãi thì mình dẫn theo cái vị khách này lựa mãi với được cái nông bộ này. Anh cứ đang xăm xe chất liệu rồi đang đo cái đường kính để cho khuôn nhà của anh nó được thuận tiện nhất. Đây là cái van để khóa lại nè anh em, chế hay không? À. Còn đây là gì? Đây là cái ống nước. Nước gì mình cũng không biết, tại vì mình đây là họ chế van cho nước nó lên trên kia nha anh em. Khá là hay á. Mình mới gặp van thì nó giấu trong này anh em không thấy đâu. Chỉ có những thấy tận mắt mới thấy được, mình mới chia sẻ cho anh em. Đây gọi là tung, cái tung. Còn cây kia thì mình không rành lắm, nó rất là sừng sững hiên ngang. Còn đây là chưa hoàn thành xong, tại vì nó còn đi những cái nhà, ngôi nhà, cái chùa chưa xong đâu. Đây nha anh em, đây vị khách này rất là kén chọn, đang thích cái tác phẩm này, rất chi là đẹp, xa anh đẹp lắm. Còn nhiều tác phẩm lắm anh em cứ chờ đón mình xem, mình làm nhiều tác phẩm nhưng mà mình ít đăng lên thôi. Cái nào chuẩn xong xuôi hết rồi mình mới đăng, chứ đang thi công mình không có đăng đâu, tại vì có nhiều vấn đề bên trong lắm, anh em mình thông cảm. Ok anh em, hôm nay mình sẽ lên cho anh em tác phẩm non bộ mới với những kết cấu khác lạ, đẹp mắt, và được sơn giả gỗ. Màu này là màu giả đá hoa cương đây. Có những nước thì đang ngâm nước để cho nó xi măng ở đây nó được tiêu diệt hết để mình thả cá. Đây, những tác phẩm có những đây là những cái bậc thang, đây bậc thang mini đi lên những ngôi chùa, ngôi đình, tại vì ở đây là chưa ở đây là những ngôi đình riêng lẻ, còn ở trên xa kia, tại vì hôm nay mình không gặp được chủ nên mình không có hỏi được cái giá chính xác. Tại vì cái này là có bốn hai mặt, đây là mặt trước, còn bên hông mình quay mặt sau cho anh em. Nó cũng ba hòn. Đây tác phẩm giả gỗ. Đây là vị khách đang đi xem nông bộ. Có một vị khách khá là trẻ tuổi, đam mê nông bộ đến với chúng ta, đang đi coi. Ở đây thì có những cái chậu này nó hơi lạ một tí là được thiết kế riêng, không có xây vuông vức như phía bên kia. Còn đây là cái chậu nó hơi bắt quái xíu, nó có nhiều cạnh, nó hơi lạ một xíu. Cây thì sống rồi, ship tận nơi nha anh em, ở khu vực miền Nam. Đây tác phẩm thứ tư, một tác phẩm, hai tác phẩm, ba tác phẩm, đây là tác phẩm thứ tư đang trưng bày. Nó cũng na ná nhau, nó hơi gồ ghề là nó nối với nhau, nó bằng một cái rất là tự nhiên, đá hơi bị găm xuống đó. Đây mình ghi gần cho đêm, đây ngôi chùa nó nằm ở phía sau trong hốc đá. Rồi đây là tác phẩm thứ năm, mini nông bộ mini là đây. Có cây người quế đang đổ bông đây, người quế thì nó đang ra bông, bông ở đây khá là nhỏ gọn, thích hợp cho những ngôi nhà chật hẹp không có đủ diện tích. Và đây tác phẩm thứ ba, 30 á, chứ không phải là ba đâu, nó cũng có một hòn riêng lẻ, hai hòn phụ, hai hòn chính bên kia, rất là to, khoảng 2 mét, ngang 2 mét, dài 1,5 mét. Cũng là màu sơn là màu giả gỗ, tại vì mình thấy khá là lạ là vì tác phẩm này nó không vuông vức, nó hơi bầu, nó cũng tác phẩm mới, khá là lạ. Đây là nhận thi công tất cả các loại nông bộ, cá coi, sân vườn nha anh em. Cá không? Đây, mini nữa, lên một tác phẩm mini nữa, khá là nhỏ gọn, khá là đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ, mình quay lên cho anh em những tác phẩm đẹp để chiêm ngưỡng.
đây cái hố sâu vũ trụ đây. Hố sâu này để làm gì anh em biết không? Để hút nước bơm lên trên đây, bơm trên hút ở từ dưới lên. Đây có cái ống người ta chừa sẵn để đặt máy bơm, hút lên vừa tưới cây vừa thác chảy từ trên chảy xuống, nó khá là đẹp. Đây tác phẩm đặc biệt đây, cũng khá giống bên kia nhưng mà có cây lộc vừng nó hơi bắt quá xíu, là rễ nó rất là nhiều. Ôm vào, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số liên hệ kênh YouTube này, cho mình không để số điện thoại nha anh em. Mình không để số điện thoại vì mình không phải là chủ nhân, mình không phải là thợ, mình chỉ là đem những tác phẩm xinh đẹp gửi tặng đến tất cả mọi người. Đá đây, chuẩn bị lên tác phẩm mới, đang chuẩn bị đá. Hồ thì có sẵn rồi, đế thì cũng có sẵn luôn rồi. Đế đây nè, bàn đây rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình để được thêm chi tiết và mình hỏi giá giúp cho anh em. Cứ muốn loại nào thì mình sẽ giúp anh em. Mình không lấy lời nha anh em, tuyệt đối mình không lấy lời và mình cũng không review cho một cá nhân nào cả. Mình thấy đẹp thì mình giao lưu với anh em. Còn đây là tác phẩm cũng nè, sung chỉ quả luôn. Tuy nó không thì mình, những người chơi mà có biết cách cho ra được nhiều quả. Quả rất là nhiều, rất là sai quả anh em. Đây xa xa thì những khách đang đi lựa anh em nha. Mình thì làm những video ngắn để cho anh em tham khảo. Còn giá cả thì anh em chủ đó nó đi làm thi công ở phía xa rồi. Thôi chào tạm biệt anh em. Mình có con bộ mini. Mình sẽ nghiên cứu tới một cái nông bộ siêu mini đặt để bàn uống nước trà nha anh em.